Dạ thì buổi trưa hôm nay thì chị Bùm Bùm cùng với anh Phương vừa về tới cả nhà. Đi taxi về. Dạ. Trưa nay thì anh Phương cùng chị Bùm Bùm ở mâm bé ra ngoài cũng như là đi khám và chăm sóc sức khỏe cho bé. Thường thường thì những đứa em bé mà mới sinh ra thì sẽ có những cái tiêm chủng ở cả nhà. Tiêm chủng định kỳ, bao lâu là tiêm chủng một lần đó, thì Hạo Nhân cũng có con nên Hạo Nhân cũng hiểu cái vấn đề đó, thì nó còn nhỏ vậy này, chứ đâu 1 tháng 2 tháng hoặc là 3 tháng chích một lần, rồi lớn tí nữa chích tiếp, chích chích nói chung là một cái liệu trình chích của em bé nó rất là nhiều luôn cả nhà, kháng đủ thứ bệnh luôn để cho nó được khỏe cả nhà. Dạ, mến chào cả nhà nha. Hiện tại thì có một anh trai nè cả nhà đang ngồi quay phim thẳng qua nhà chị Hồng Loan luôn. Cả nhà mình nhìn xem nè, nó đang chỉ đây nè. Anh là ai mà tới đây quay phim vậy? Để Hồng Nhân lại hỏi thăm nha cả nhà. Thấy là lạ quá, thấy chùm mặt chùm mày kín mít luôn. Sao? Khai mau, có Có khai không? một người kẹp cốt phó xe ốc siêu nhé. Hả? Bây giờ em có khai không? Có một người kẹp cốt phó xe ốc siêu. À vậy là móc tiêu hả? Móc tiêu vlog đúng không? Bờ lóc ốc siêu. À bà lóc móc tiêu hả? À thì ra giờ mới biết á, chứ hồi nãy giờ mình có trang đâu biết em lại đâu. Anh nói dối. Nói chơi nha cả nhà, nói chung là trưa nay bây giờ mấy anh em buồn quá à. Quay phim và chia sẻ với Bốc nhà mình phốt xem. nhau. Cái gì bốc phốt nhau. Thôi đúng chuyện Đây bạn là rồi. ốc tiêu nha cả nhà. Cưng lắm luôn. Có một cái giọng nói rất là dễ thương luôn cả nhà. Đây là anh Hậu Nhân chào cả nhà nha. Trưa nay thì mấy anh em cũng ngồi nói chuyện với nhau và cũng như là quay trực tiếp chia sẻ cho nhà mình xem. Hậu Nhân thì đang quay và ốc tiêu thì đang trực tiếp cảnh trước nhà của chị Hồng Loan để chia sẻ với cả nhà trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ. Thì có một anh trai đó, cũng tướng khá là đẹp trai luôn cả nhà. Đi chiếc xe 4 chỗ đó cả nhà, chiếc Morning. Morning màu trắng rất là đẹp. Đó, anh vừa vào bên trong và cũng như là mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan. Ủa Tiêu ơi, lâu rồi không thấy em lên. Ẩm giờ có đi đi đâu mà không thấy lên? Dạ, hôm nay em đi ra Đà Lạt để quay một cái đèo gọi là nổi tiếng tại Đà Lạt. Nó sửa đường á, bây giờ nó mở cửa ra. Quay cho tôi tối anh chị và các bạn cùng xem về Đà Lạt, không gặp Đà Lạt như thế nào. Không cái nào lạc chắc không phải, chắc đẹp lắm em. Đẹp lắm, Anh mùa này là đẹp nhất trong năm á anh. Tại vì không khí thật lạnh, qua thì đua nhau khoe sắc rất sao là đẹp sao luôn. mở hậu trang ra đây, hậu trang gì vậy? Dạ thôi anh, Mắc cỡ hả? cái nét mặt của em nó xấu cho nên phải đeo khẩu trang Trời vô em dễ mới nói thương, chuyện em dễ được. thương quá Cho trời luôn chị mà và xấu các bạn vậy. cùng xem được nhé. Hãy nói nghe nè, Đà Lạt có nhiều cái đẹp lắm luôn hả? Đẹp lắm. Anh thì chưa được đi lần nào, em hãy chia sẻ em tí không? Em đi hỏng đi được chỗ nào rồi? Nói chung về Đà Lạt á, chỗ nào em cũng đi hết. Gì vậy? Một năm em đi cả 10 lần ở ngoài mà. Trời ơi. Em đi chủ yếu là để em quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Buổi tối á, thì em mới rảnh rỗi em đi ăn uống chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ở Đà Lạt em có ấn tượng chỗ nào không? Em ra ngoài em ấn tượng nhất là chỗ nào Là cái đồi Mông Hai Mộ. Tại vì lúc trước á, là cậu Năm tuổi lên có đi ra ngoại quay với cô Ngọc Huyền. à quay ngoài đó Dạ đúng rồi. hả? Quay ngay chỗ hồ Than Thở. Hồ Than Thở hả? Dạ đúng rồi. Cái tên hồ tên kỳ ta. Hồ Than Thở người ta nói chơi một câu á là đi ra ngoại hết tiền xong á còn xuống hồ Than Thở đó. À đúng rồi, hết tiền xuống hang thở rồi, giờ hết tiền rồi uống nước hồ đỡ hay sao? Dạ. Hồ Than Thở hả? Cái Dạ đó tên cũng là khá là hay và đặc biệt ha. Thì ở ngoài đó có đồi thông hai mộ là sao? Không hiểu. trên cái đồi đó thì có hai cái mộ. Hai cái mộ này thì
Cái câu chuyện của hai ngôi mộ này thì rất là dài luôn, bây em giờ có kể tới chiều cũng em mệt. em em chỉ em kể sơ lược cái hang ngôi mộ đó là từ đâu không, kể sơ lược thôi, tóm tắt xíu thôi theo như em biết á. Hai ngôi mộ đó là của anh Tâm và chị Hảo. À Nói chung á là vì hôn đăng hộ đối cho nên phải chia tay nhau, à, không muốn đăng hậu đối đúng không, à, chia tay. và chị cũng gieo mình xuống hồ em thở Ồ. và chết ngay chỗ đó. Anh này đi đánh về cũng nghe tin chị á, cũng nói chung là chết ngay chỗ đó. Ước nguyện của anh á là chôn cạnh cô Thảo này, À. chôn cạnh cô Thảo này, nhưng mà đó sau nhiều lần á, cái người nhà mới bóc cái mộ đó, móc cái mộ của anh Tâm á đem À. về quê. Wow. Và cái ngôi mộ bây giờ mà kế bên chị Hảo á là ngôi mộ trống, không có cái hài cốt ở dưới, chỉ có mình ngôi mộ của cô Hảo mới có thôi. À. Dạ. Đó là cái sự tích nó như vậy. Nhưng mà cái đầu hôm nay mộ đó rất là linh nha, Vậy hả? linh lắm. Có nghĩa là hai ngôi mộ trên đồi thông đó là mình kêu là đồi thông hai mộ. Dạ, tôi không hay mộ. Bây giờ nó chỉ còn một mộ thôi. Dạ, nhưng mà người ta vẫn làm thêm cái mộ gió À. kế bên cụ mộ của cô Hảo đó. Ờ. Dạ. Thì có nghĩa là hài cốt thì mình đã lấy đi rồi, Dạ. nhưng mà vẫn làm thêm một cái nữa. Hình như quê của anh Tâm đó ở dưới Tiền Giang đó. Hả? Quan tâm đến Tiền Giang luôn hả? Dạ. Thì em thường lần nào mỗi lần đi ra ngoài là em thường đặt chân tới chỗ nào trước? Tới nhà nghỉ trước á. Tới nhà nghỉ trước hả? À. Tới nhà nghỉ để đồ tắm rửa đồ này kia, ngủ một chút em mới đi chơi vòng vòng. Sau đó thì em sẽ đi đâu trước? Thường á em ấn tượng nếu mà em đang ở đây đúng không, em là ở Củ Chi đúng không, nhưng mà trước khi em muốn đi Đà Lạt á, thì em ấn tượng nhất là chỗ nào? Cây thông cô đơn. Cái thông cô đơn hả? Dạ. Sao nó gọi là cây thông cô đơn, em có thể gì hết trên hiểu không tí không? À, tại vì nguyên một cái thể nắp to giống như rộng rộng bằng cái sân bay vậy á, À. có một cây thông Trời. đó, một cây thông đó nằm ở mé cái đất và hồ Suối Vàng, nó rất đẹp luôn. Người ta Là chỉ vô có một cây thông thôi hả? dạ chỉ có một cây thông, người ta vô đó chụp hình cuối luôn này kia, lên hình rất Wow. là hạnh luôn, rất là đẹp. Cái thông đó bự dữ không? Bự bự cũng vậy. Wow. Có nghĩa là ở đồi thì thông nó chỉ có một cái thông duy nhất luôn. Dạ đúng rồi, gọi là cây thông cô đơn. Ở ở đó mát chứ không em? Mát, không À. khí nó mẻ, nhiệt độ buổi tối lớp xuống khoảng 13, 12, 11 độ C, có khi 10 độ C cũng Như có là nha. ban đêm vậy là lạnh lắm luôn. Dạ, rồi ban ngày chỉ có 20 mấy độ C, 23, 22 độ C là Theo như anh em nói vậy là hai mấy độ là chắc không có nắng à. có nắng nhưng mà nắng ở trở theo cái kiểu dễ chịu chứ À. không có gắt giống như ở Sài Gòn. Đúng rồi, có không khí lạnh thì nói chung là nó sẽ mát mát chứ nó không có nóng đúng không? Dạ. Anh nói chung mà hỏi anh thấy em đi Đà Lạt mấy lần rồi, anh cũng muốn đi theo lắm luôn. Phải đi lắm luôn. Sao không đi, Nhưng mà thật sự là kinh phí không có. em đi ra ngoài nhưng chị mang theo đúng 1 triệu bạc á. Một Nói triệu. chung ở ở đây là biết chỗ đó thì nó rất là rẻ luôn, đồ ăn thì nó cũng rất là rẻ, À. nhà nghỉ nó cũng rất là rẻ luôn. Nhà nghỉ rồi, nhà nghỉ như như em đi ngoài em nghĩ là nhà nghỉ tính đêm hay tính ngày hay là tính tháng. Tính đi giống như cái dịp Tết này em đi ra ngoài là bốn bốn ngày bốn đêm, 4 đêm mà chỉ có 400 ngàn, 4 ngày 4 đêm là chỉ có 400 bốn ngàn, trăm ngàn là tính ra là 1.100 ngàn, ngày đêm 100 ngàn là 24 giờ. Ở Wow, đó cái đó là em ở đó là ở thuộc khu vực nào? cái dịp phường 2 thành phố Đà Lạt. Khu vực phường 2 thành phố Đà Lạt ha. Nó À. nằm ở quanh sao chợ Đà Lạt, chợ đêm Đà Ui, Lạt. vậy năm sáu sao Đà Lạt mà giá rẻ Cái đó là nhà nghỉ tập thể. vậy hả? À, nghỉ tập thể. Có nghĩa là một cái nhà nghỉ đó ở bao nhiêu người? Tám người. Có nghĩa là một
một cái phòng như vậy là 8 người ở. Trong đó là có hai giường đôi. Hai giường đôi. Hai giường tầng á. Hai giường tầng, mỗi người một tầng. Rồi mấy cái cò em quên vụ này hay nè. Em thấy chia sẻ là trong cái phòng có được bao nhiêu cái giường không? Có hai cái giường và giường tầng. Mỗi giường là ở được 4 người. Hai giường tầng mà mỗi một giường là ở được 4 người. Vậy tính ra cái phòng nó đâu rộng đâu? Cái phòng nó cũng không có rộng. Nghĩa là hai giường đó là mỗi một giường là 4 người đúng không? Hai giường 8 người vậy thôi. Rồi vệ sinh là chung hết tập thể luôn là dạ, được, đúng rồi. Được mấy phòng vệ sinh? Được hai phòng vệ sinh nhưng mà phòng vệ sinh rất là sạch sẽ nha, giống như là vô trong khách sạn 5 sao vậy. Trời ơi, có nghĩa là người ta đã tính toán rồi. Tính toán có nghĩa là cho ở 8 người thì chỗ ở vệ sinh thì rất là sạch sẽ đúng không? Đó thì nói chung cả nhà có máy nước nóng nước lạnh luôn. Thì đúng rồi, ở ngoài lạnh thì sẽ có máy nước nóng lạnh ha. Cái máy nước heo anh nghĩ chắc nước nóng thì xài, nước lạnh chắc không xài đâu. Tại vì khung khí ở ngoài nó lạnh á, ta đa số nó xài nước nóng chứ ít ai xài nước lạnh. Với ra ngoài á, thường thường là ở đây á, ăn mì nó ngon luôn. Ở ngoài ăn mì rất là ngon luôn. Nó lạnh lạnh ngon không? Dạ, giống như là cái cảm giác của mình ăn nó ngọt ngọt, giống như là ai thổ gì ở đâu đó. Rất là ngon. Để bữa nào có đi nữa đó. Trong dịp Tết này em đi nữa nè. Trong dịp Tết này đi tiền đâu đi cho nổi. Cỡ 2-3 tuần sau em đi nữa. Trời ơi, sự anh rất thích Đà Lạt luôn. Nói chung là nó rất là rẻ luôn anh chị á, cần có 1 triệu trong mình thôi. Em nói thật sự là đúng đó, chứ không phải là sai. 1 triệu trong người là mình đi được chứ không phải là không. Nhưng mà nói em nghe, đi vô ra ngoài nhiều khi mình muốn đi nhiều cái chỗ nó đẹp, cảnh đẹp, mình sẽ không đủ chi phí đi đâu. Thế muốn đi vô đây hay muốn đi vô cái chỗ nào triển lãm nào đó nó đẹp để mình chia sẻ với cô chú anh chị thì thật sự là nó quá tầm với với đối với anh em mình, đó, thật sự luôn. Cái đó là vô có vé thôi, còn em đi nhặt cái chỗ nào mà không có vé cũng đi đồi cỏ hồng. Đồi cỏ hồng, đồi cỏ tiết, cây hồng cô đơn. Đồi cỏ hồng. Đồi cỏ hồng là nó màu hồng hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Là cỏ màu hồng luôn. Buổi sáng thương xuống nó là cỏ tiết, tại vì cái lớp thương nó đậu trên cái lá đó. Buổi sáng là nó màu tím mà. Có nghĩa em nói đồi cỏ trắng. Buổi sáng nó màu trắng. Cái đồi cỏ đó nó bấy màu lận. Anh đang hỏi em. Nó có một màu là màu hồng thôi, màu nhưng hồng. Mà khi buổi sáng á, xương xuống á, đậu trên những cái lá đó. Rồi xương. Làm nên màu trắng. Cho nên buổi sáng là gọi là cỏ tiết. Cỏ tiết. Rồi sao nữa? Buổi trưa nó gọi là cỏ hồng. Là hai loại hả? Sao nãy nghe nó cỏ tím gì nữa? Nãy nghe cỏ tiết mà nghe không rõ. Có nghĩa là buổi sáng là sương rơi xuống á thì đọng nước trên những cái lá thì nó sẽ là màu cỏ tiết, là kiểu như có nước á, nó sẽ phủ đi cái lớp màu hồng của nó đi đúng không? Dạ. Thì buổi tối thì buổi lát nữa thì nắng lên thì sương sẽ tan đi thì nó lòi ra cái màu tiết màu hồng đó. Dạ đúng rồi. Ôi cảnh nó đẹp cực kỳ luôn ta. Theo em nói là anh thấy rất là mê luôn. Chừng nào đi rủ anh đi với. Dạ. Đem thêm 1 triệu rồi chắc thôi là được. Đi nhặt cái chỗ nào mà không có tính tiền á. Theo anh nghĩ nếu mà đi ra ngoài chắc mấy bữa đó chắc anh em mình chắc đi không nổi luôn á. Tại vì mình đi mình chia sẻ nhiều nơi, mình phải lấy nhiều cảnh đẹp, rồi mình phải cắt khúc này kia nữa, phải làm cho nó thật là đẹp, gọi đến với cô chú anh chị mình á, thì nói chung là sẽ rất là mất là nhiều thời gian. Mà nó sự nếu mà đi 1 triệu á, nó sự 1 triệu sẽ không bao giờ đủ. 1 triệu mình chỉ đi làm, mình quay kiểu như là nhanh thủ hơn lắm luôn. Còn nếu mà quay mà cho nó đẹp đi, mà mình làm cho mình phải lấy bối cảnh rất là nhiều, sáng trưa chiều tối á, cho nó đẹp á, như cái cỏ hồng mình nãy em nói đúng không? Cỏ hồng á thì mình lấy buổi sáng, xong mình lấy tới buổi trưa thì á, nó phải chiếm thời gian của anh em mình hết một buổi rồi đó, em thấy đúng không? Đó, nếu mà quay qua chỗ khác mình biết cái chỗ khác là nó sẽ đẹp như thế nào nữa, mình mất hết một buổi nữa. Nhưng mà chưa biết cái buổi chỗ khác á, mà đi ngoài phải hiểu nè, nhiều khi cái chỗ này á ban ngày buổi sáng đẹp, cái chỗ kia buổi chiều đẹp đó, thì mình phải hiểu được. Rồi sáng mình quay đây, buổi chiều mình chạy bên kia, mình dành thời gian một chút xíu thôi, mình ăn trưa thôi đúng không? Vậy là tính ra em đi Đà Lạt mỗi lần em đi là em đi 4 ngày em về. Em đi 3 ngày về, nhưng mà sao lòi ra 4 ngày là... sao em không tranh thủ gán nhiều nhiều đi lần nửa tháng hay về ngoài quay được nhiều có đẹp hơn không? Có tài chính
Nửa tháng không đủ tài chính nè. Nửa tháng thì phải tốn ít nhất là, nếu mà như em nói là phải ít nhất là 3 triệu hoặc 4 triệu. Dạ đúng rồi. Tại nửa tháng là tới 15 ngày nữa hả? Thì quy ra Nửa là tháng à, nửa tháng thôi là phải tốn gần 5 triệu mới đủ. dạ à, tại vì ở bên nhà nghỉ đó nếu ở tháng á thì giá khác, À ở tháng thì một ngày chỉ có mấy chục ngàn thôi. thì đó, thì bây giờ mình ở ngày thật cũng 100 ngàn, thì ở tháng thì nó À, rẻ hơn thường xíu. thường đó hồi đó là ở ngày thì 80 ngàn, nhưng mà ngày lễ Tết á thì À tới 100 ngàn, trăm mấy ngàn một ờ theo người. theo như anh nghĩ là cái giá như vậy cũng dành cho những anh em như mình đi ở ghép thì nó sẽ đỡ hơn, tại vì mình cũng không ở đó nhiều, thì khi gì mình ngủ một tí xíu thôi rồi mình sẽ đi về tiếp. Nhưng mà ở đó an ninh không em? Lỡ mình đem đồ điện thoại theo nhiều quá thì có sao không? Không, Tại ở vì đó cái này nên luôn, tại vì cái bên là chợ Bùi Thị Xuân, rồi cái bên đó là cái trường tiểu học, cái bên là cái đồn công an nữa, nói chung là cái này nên luôn. có nghĩa là tài sản không bị mất này kia bậy bạ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là hồi nãy giờ ốc tiêu chia sẻ cho mình ở Đà Lạt cái nhà rất là hay luôn. Rất mong cả nhà yêu mến ốc tiêu vlog thì hãy ủng hộ cho ốc tiêu trên nẻo đường mà chuẩn bị đi Đà Lạt này nè, sẽ chia sẻ rất là nhiều cảnh đẹp gọi đến cả nhà mình luôn, thì rất mong cả nhà hãy vào kênh đó thì coi ngày nào ốc tiêu thông báo mình đi quay ở những sự kiện Đà Lạt, hoặc là chị ốc tiêu cũng đang chia sẻ ở nhà chị Hồng Loan luôn cả nhà, thì rất mong cả nhà ủng hộ kênh cho bạn này. Rồi cảm ơn ốc tiêu rất là nhiều nha. Chúc anh có một ngày mới, anh là thành phố bên gia đình và thân của mình nha. À, chúc ốc tiêu thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công, cũng như là trên con đường đam mê của mình đó thì mình sẽ gặt hái được nhiều người yêu mến và nhiều người yêu thương ha. Chúc em thành công và đại thành công. Dạ thì cuối clip rồi, Hạo Nhân cũng xin chúc cho cả nhà mình đó thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho cả nhà mình làm thật thật là nhiều tiền nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.